hơn 600 năm qua, lịch sử vẫn còn ghi người hai lần khai quốc và ý nghĩa tên của người là ngọn lửa sáng ngời nguyện si. Người anh hùng, người con làm hồng, đã giảng danh trang sử vang dân tộc. Cuộc đời người là ngọn lửa sáng ngàn đời. Thượng tướng quân uy phong, bao khí thiêng làm sơn trăm trận lập công, bao nhiêu gian nan hiểm nguy nguyên sĩ vẫn luôn trung trinh, quyết chí đánh tan quân Minh, đất nước vui giải phóng, náo nước trong khai hoàn dồn vang câu ca Bình Ngô đại cao vang dội non sông. Đại thần bốn triều vua dẹp loạn bọn đồn ban vững vàng rằng sáng, nhân dân tôn vinh người ca thái uy thái sư lưu danh, nguyên sĩ tấm gương trung quân sáng soi muôn đời sau, hậu thế mai tôn thờ ghi nhớ công lao. Bình Ngô khai quốc, tịnh nạn chúng hưng, hồn nhiên như ngọc trắng khoe tươi, nghiêm mặt ở chiều như thanh gươm mới tuốt, đỡ mặt trời mà nâng lên cao, công nguyên si sánh cùng trời sao, thiên thu tỏa sáng. Quân uy phong, hào khí thiêng làm sơn trăm trận lập công, bao nhiêu gian nan hiểm nguy nguyên sĩ vẫn luôn trung trinh, quyết chí đánh tan quân Minh, đất nước vui giải phóng, náo nước trong khai hoàn dồn vang câu ca Bình Ngô đại cao vang dội non sông. Đại thần bốn triều vua đẹp loạn bọn đồn ban vững vàng rằng sáng, nhân dân tôn vinh người ca thái uy thái sư lưu danh, nguyên sĩ tấm gương trung quân sáng soi muôn đời sau, hậu thế mai tôn thờ ghi nhớ công lao. Bình Ngô khai quốc, tịnh nạn chúng hưng, hồn nhiên như ngọc trắng khoe tươi, nghiêm mặt ở chiều như thanh gươm mới tuốt, đỡ mặt trời mà nâng lên cao, công nguyên si sánh cùng trời sao.